Chương 5. Bà Thi xoa hai tay vào nhau. Ở đây với Khanh nha, bao giờ có cơm bác sẽ gọi hai đứa xuống. Vâng, cháu cảm ơn bác trước ạ. Việc thoáng thấy Khanh trề môi nhưng anh vẫn phớt lờ. Thật tự nhiên anh ngồi xuống bên mép giường. Khanh cố dặn để không phải tuôn ra một hay nhiều câu sấm sét nào đó cho hả lòng ghét Việt. Cô phải biết kiềm chế để đạt được mục đích sau cùng mà không bị nghi ngờ. Giọng của Việt khiêu khích. Đang nghĩ gì đó nhóc, chứ không phải đang nghĩ cách tống tôi ra khỏi cuộc đời của em chứ? Khanh cười khẩy. Anh hiểu sâu xa thật, nhưng nếu đã nhìn xa như vậy, sao anh lại không chọn chị Yến? Việt thản nhiên. Tôi cũng đã tự hỏi như thế rất nhiều lần, và rút ra câu trả lời là tôi đã làm theo sự mách bảo của con tim. Khanh kêu lên. Trái tim của một kẻ chỉ biết tiền tài danh vọng, thật cười ra nước mắt cho số phận của tôi. Người khốn khổ được trái tim vô cảm của anh mách bảo. Việc điềm đạm. Em không nên trách cứ người bày ra trò này là Bắc Phi. Tôi chỉ thể hiện việc được làm con rể và quyền làm chồng một cô bé độc đáo như em. Tuy nhiên tôi sẽ mang tới cho em hạnh phúc. Khanh nuốt nước bọt. Tôi cũng sẽ cố gắng để tin lời anh. Việc tủm tỉm. Thật đáng kinh ngạc khi nghe em nói như vậy. Khanh đâu phải là dễ chấp nhận số phận. Này, cái đầu xinh xắn nhưng mà bướng bỉnh kia đang nghĩ gì nhỉ? Khanh lãng đi. Điều anh quan tâm là những câu hỏi đó à? Đúng, mục đích của tôi là số cổ phần trong tay của Bắc Phi. Nó sẽ được chuyển sang tên tôi khi chúng ta hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Bởi vậy, tôi phải quan tâm tới suy nghĩ, tới động tĩnh của em vào những ngày này. Chỉ sợ em bỗng mất thì hỏng tất cả. Khanh buộc miệng. Không có tôi thì anh vẫn còn chị Yến kia mà. Việc nheo nheo mắt. Đúng là tôi đoán không lầm, em đã có dự tính riêng. Nhưng anh chàng người yêu nào đó dám đưa em đi xe tổ chim câu không nhỉ? Khanh nắm chặt mép cái mền lên, tức muốn điên vì những lời như đi guốc trong bụng kẻ khác của Việt. Thế nhưng ngoài mặt Khanh vẫn đóng kịch. Cô nghi mặt. Anh định thử tôi đó à? Không, tôi chỉ tưởng tượng ra tình huống xấu nhất và cách giải quyết nếu lỡ tình huống ấy xảy ra. Tuy nhiên Khanh là tiểu thơ cô nhà gia giáo, làm sao có thể bỗng biến mất được nhỉ? Đúng không? Khanh làm thinh, cô càng ít lời càng tốt. Việc rất lỗi đời, càng nói nhiều thì dễ sợ lộ sơ hở. Mà lúc này thì Khanh không thể nào để lộ bất cứ ý định nào của mình với ai ngoài Hà. Là anh Hiển, chắc chắn Hà rất muốn em mình hạnh phúc. Nghĩ như thế, Khanh thấy vững lòng. Cô tin mình đủ sức đối phó với Việt. Nếu vượt qua giai đoạn khó khăn này, cô và Hiển sẽ mãi mãi có nhau. Nỗi nhớ về anh lại da diết dâng trào. Khanh chán chường ném về phía Việt cái nhìn căm ghét. Cô mong thời gian trôi qua thật nhanh để Việt tàn hình cho cô đỡ khổ. Nhưng khốn nổi, cái kim dây trên đồng hồ hình như lười chuyển động, nhích từng chút một trông đến chán. Hai người như hai pho tượng với những suy nghĩ riêng tư lặng lẽ ngồi bên nhau. Cuối cùng người lên tiếng trước là Việt. Anh đề nghị mà như ra lệnh. Ngày mai tôi mời em đi nghe nhạc, chắc là em không từ chối chứ? Anh nghĩ thế à? Vâng, dù sao chúng ta cũng nên chịu khó với nhau một chút. Khanh ngập ngừng. Mấy giờ? Tối khoảng 8-9 giờ. Giờ đó tôi phải học bài. Việc tủm tỉm. Nụ cười nửa miệng như ẩn chứa một ý nghĩ nào đó của anh khiến cho Khanh khó chịu. Cô cao có. Anh cười gì vậy? Việc nói. Xin lỗi, tôi không nghĩ em siêng học đến vậy. Sau này tôi phải tạo mọi điều kiện để em đi học thật tốt. Khanh lạnh lùng. Anh đừng làm phiền tôi là tốt rồi. Việt lại cười. Khanh mím môi quay đi. Tưởng tượng cảnh sẽ phải sống chung với Việt, cô rùng mình ngán ngẩm. Giọng bà Thi vang lên. Hai đứa xuống ăn cơm nghe. Việt đưa mắt nhìn Khanh. Cô đứng dậy và nhủ thầm. Chỉ một lần này thôi. Hãy cố gắng chịu đựng. Đẩy mạnh Khanh vào phòng, bà Thi khóc ré lên. Mày định giết ba mày hả Khanh? Mẹ không ngờ mày dám bỏ nhà đi theo thằng Hiển. Khanh té ngồi lên giường, mắt ráo quảnh. Cô trơ trơ vô cảm trước những giọt nước mắt của mẹ. Trong cô là một nỗi tuyệt vọng. Khanh vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện vừa xảy ra. Cô đã tới sân bay, đã sắp sửa vào phòng cách ly, vậy mà không hiểu sao mẹ lại xuất hiện. Bà xồng sọc lôi cô lên taxi. Xe chạy một mạch tới nhà. Khanh không hé môi dù chỉ một lời. Thế là kế hoạch vỡ rồi. Khanh đúng là ngốc khi tin Hà sẽ giữ bí mật cho mình.
Lẽ ra lúc anh điện thoại từ chối không vay tiền hộ Khanh, cô phải nhạy bén và hiểu rằng không nên tin Hà chứ. Bây giờ thì rõ rồi, chính Hà chứ không ai khác đã cho mẹ biết dự định tuyệt mật của cô. Anh ta thừa khôn ngoan để hiểu rằng nếu Khanh biến ra Hà Nội thì người thay chỗ cô sẽ là chị Yến, mà Hà si mê chị Yến nhất đời. Ôi chao, sao Khanh ngốc đến mức không ngộ ra vấn đề sớm hơn chứ. Giọng bà Thi rên rỉ. Sao ngu dại thế con, so với việc thằng Hiển chả là quái gì hết, bỏ nhà theo nó đồng nghĩa với tự đào hố chôn mình và bôi trôi trét tráo vào mặt cha mẹ. Khanh lầm lì chẳng cãi tiếng nào. Mẹ muốn mắng gì cũng được, nhất định cô sẽ tiếp tục trốn nếu có cơ hội. Chị Tám rụt rè thò đầu vào. Bảo Khanh có điện thoại. Bà Thi gắt. Của ai vậy? Dạ của cậu Hiển. Khanh chưa kịp đứng lên, bà Thi đã nói. Để cho mẹ. Khanh kêu lên. Mẹ định làm gì? Mẹ cho nó biết con sắp lấy chồng, đừng gọi rủ rê dụ dỗ nữa. Nếu nó không nghe thì đừng trách ba mẹ. Dứt lời bà bước ra khóa trái cửa phòng lại. Tới lúc này Khanh không còn chịu đựng được nữa. Cô lăn ra giường khóc nức nở và ước gì mình chết đi cho rồi. Cô nằm trong nước mắt và nỗi tuyệt vọng bao lâu không biết, mà đến lúc có tiếng mở cửa phòng, Khanh mới cựa mình. Yến nhỏ nhẹ. Việc tới đưa em đi nghe nhạc kìa. Nghe đến tên Việt, Khanh gào lên bằng tất cả hơi mà cô còn có được. Bảo anh ta cút đi. Muốn thì ra mà đuổi. Em đã hứa với người ta rồi kia mà. Khanh trút giận sang Yến. Thằng cha Hạ là một gã tồi, em ngu mới tin hắn để giờ khóc hận như vậy. Yến cười nhạt. Đó là chuyện của em và Hà. Nhưng mà liên quan đến chị, vì mê chị nên Hà đâu để em đi Hà Nội. Yến cười như méo. Hà đúng là ngốc khi nghĩ rằng nếu không có em, Việt sẽ chấp nhận lấy chị. Không có chuyện đó đâu. Khanh hùng hồn. Sao lại không? Là một người chỉ biết đến tiền tài địa vị, Việt sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi ấy, miễn sao đạt được mục đích. Mím môi lại, Khanh nói nhỏ. Em sẽ trốn nữa. Thật đó. Yến im lặng bỏ đi. Cửa phòng không khóa, Khanh nhìn đồng hồ và nhổm dậy. Cô phải rời nhà trước đã, rồi chuyện gì tiếp thì sẽ tính sau. Cầm cái ví nhỏ có chiếc vé máy bay đã mất giá trị sử dụng và khoảng hơn 1 triệu đồng, Khanh rón rén bước ra. Cô men theo cầu thang đi vòng xuống bếp và ra sân. Đi cầu thang ai phát hiện, nhất là mọi người đang tập trung quanh Việt. Nhưng ngang qua cửa sổ phòng khách, cô ngạc nhiên khi thấy vắng hoe. Việt ở đâu kìa? Vừa tự hỏi, Khanh vừa dò dẫm bước xuống bậc tam cấp. Cô giật bắn người khi nghe giọng Việt. Chào nhóc, cuối cùng em cũng đã xuất hiện. Khanh nuốt nghẹn khi nhận ra Việt đang ngồi ngoài ghế đá gần đấy. Việt lại lên tiếng. Tôi chỉ lo em bị nhức đầu hay chóng mặt, rồi đòi ở nhà thì buồn chết được. Khanh thở hắt ra. Đi thì đi. Việt cười rạng rỡ. Tôi vào chào với bác đã. Khanh vuốt mặt, đầu toan những toan tính, nhưng chẳng cái nào tới đâu. Bà Thi nghiêm nghị nhìn Khanh. Đi chơi cho ngoan đấy, con không còn là trẻ con nữa đâu. Quay sang Việt, bà dặn dò. Cháu trông chừng con bé cẩn thận giùm bác, nó nghịch lắm. Việt lễ phép. Vâng ạ. Khanh ngồi sau lưng của anh như tượng đá. Cô không hiểu anh nghĩ gì về những lời dặn dò của mẹ, nhưng Việt rất tinh tế, chắc chắn anh thừa thông minh để đoán được rằng đã có vấn đề gì xảy ra. Giọng Việt lại vang lên. Em thích vào quán nào? Khanh buộc miệng. Đồng Vọng. Việt hơi nghiêng người ra phía sau. Chắc nơi ấy em từng có những kỷ niệm đẹp. Đúng vậy, và kỷ niệm ấy vẫn còn mới tinh. Nhưng dù sao, đó vẫn là kỷ niệm. Nó thuộc về ngày hôm qua. Tuy nhiên tôi sẵn sàng nghe em kể về cái ngày hôm qua ấy, để cho tương lai tôi luôn hiện hữu bên em. Khanh nói. Đã gọi là kỷ niệm thì hết sức thiêng liêng và riêng tư, không muốn kể với bất cứ ai. Việc ngừng xe, Khanh bước xuống. Anh dắt xe vào bãi, nhanh như một người bị truy đuổi. Khanh băng băng qua đường, ngoắc chiếc taxi vừa trở tới, leo lên đó ngồi đóng kín cửa. Khanh thở phào, nhìn về phía bãi gửi xe. Việc vẫn còn đang lay quay. Khanh ngã người ra nệm và nghe trong ngực đập liên hồi. Thế là thoát, lần này nhất định cô phải bay đến tận thiên đường. Nhưng muốn thế đêm nay, Khanh phải có nơi ở an toàn chứ. Nghĩ tới các quán trọ và các khách sạn, cô nhăn mặt lo lắng. Cuối cùng, cô bảo tài xế chở cô tới khu túc xá của Đại học Bách Khoa. Cô sẽ lén vào ngủ với nhỏ Bích. Chỉ một đêm thôi, rồi ngày mai cô sẽ đi. Lần này ba mẹ và Việt thua Khanh thật rồi.
Khoan khoái với suy nghĩ vừa lướt qua, Khanh tủm tỉm cười. Xe dừng, cô trả tiền, mở cửa bước xuống. Ngay lúc ấy, một chiếc xe Honda ôm dừng lại trước mặt Khanh. Cô giật mình lùi ra sau và thấy gương mặt khó chịu của Việt. Thì ra anh ta đã kịp thuê xe ôm chạy theo Khanh. Mặt vẫn tươi cười như không hề xảy ra chuyện gì. Việt tự tốn bước đến gần cô. Lần này Khanh tuyệt vọng tới mức ngồi phịch xuống ngay gốc cột điện, mắt cay xè vì lệ. Việt dịu dàng nâng cô dậy. Sao lại thế? Có chuyện gì chúng ta sẽ thẳng thắn nói với nhau vẫn tốt hơn mà. Khanh vẫn không nín khóc. Đừng vợ vịt nữa, tôi ghét anh lắm. Làm ơn buông tha cho tôi đi. Mặt vẫn không đổi sắc, Việt nhỏ nhẹ. Chúng ta vào quán nói chuyện vậy. Cô cần phải trở lại quán Đồng Vọng không? Khanh cộc lốc. Không cần. Vậy thì vào quán ở đây. Dứt lời, Việt nắm chặt tay cô kéo mạnh đi. Thái độ có phần thô lỗ của anh khiến Khanh ngỡ ngàng. Cô bướng bỉnh giật tay lại nhưng không được. Tay Việt như gọng kìm khiến cô đau nhói. Đẩy Khanh ngồi xuống cái bàn nhỏ, Việt hất hàm. Dường như em không thích dịu dàng. Khanh đớp chát. Điều đó còn tùy đối tượng. Với người như anh thì... Mắt Việt long lên dữ dội. Không cần chua ngoa. Chúng ta vào vấn đề đi. Tại sao em lại bỏ trốn? Khanh hất những sợi tóc lòa xòa trên trán. Tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng lại bị ép. Bỏ trốn là cách giải quyết của tôi. Việt nhếch mép. Chạy là thượng sách, nhưng với em nó là hạ sách. Bỏ trốn theo một gã nào đó, em sẽ mất tất cả. Cái mất đầu tiên là em tự đánh mất mình. Anh lung lạc tôi à? Tôi chỉ phân tích một vấn đề có liên quan tới mình. Cuộc hôn nhân này thực chất là một cuộc mua bán. Để đạt được mục đích tốt nhất, chúng ta có thể mặc cả mà. Khanh hạ giọng. Tôi không muốn tham gia vào trò mua bán này. Tôi cũng thế, khổ nỗi. Đúng là dối trá. Bụng nghĩ một nơi, mồm nói một nẻo, y như con buôn. Việc làm thinh, khuấy tan đường trong tách cà phê rồi bảo. Em uống để còn thức mà suy ngẫm chuyện đời chứ. Chẳng cần hỏi ý như trước đây, Hiển vẫn làm. Việc đốt thuốc và cũng như những tay nam sinh viên có mặt trong quán, anh phun khói mịt mù. Mặc kệ Bảo Khanh khó chịu, Việc hỏi. Em đã từng vẽ vời thế nào cho tương lai của mình? Không nghe giọng Khanh đáp, Việc bèn tự trả lời. Lấy chồng sinh con chăm sóc gia đình. Tầm thường quá phải không? Khanh nhấn mạnh. Đối với người không có trái tim thì chuyện này đúng là tầm thường. Riêng với tôi là quan trọng. Bởi vậy tôi muốn được sống với người mà mình yêu. Việt nói. Tôi cũng thế. Nhưng đâu phải muốn là được. Bác Vi đã đặt chúng ta trước vấn đề nan giải. Và tôi đành gác hạnh phúc qua một bên. Anh dẹp tham vọng đi thì mọi cái sẽ ổn. Việt lắc đầu. Với đàn ông, cơ nghiệp đứng hàng đầu. Tôi từng nghe ba mình nói thế suốt mười mấy năm dài. Với tôi, cơ nghiệp là bóng ma nặng nề, dễ sợ nhất. Bác Phi luôn tiếc rằng không có con trai để tiếp nối con đường ông chọn. Trước đây tôi cho là ông bi quan khi than như thế. Bây giờ mới cảm thông với cuộc chơi mà ông đã bày ra. Không con trai thì phải chọn rể xứng đáng để giao lại cơ nghiệp. Chắc bác Phi phải suy tư dằn vặt ghê lắm. Khanh gạt ngang. Hãy đi sâu vào cuộc mua bán này đi. Tôi muốn biết tại sao anh không chọn chị tôi mà lại ám tôi. Việc xoa cằm. Khi mua, ai cũng muốn chọn món hàng ưng ý nhất. Tôi cũng thế. Trả lời như vậy chắc là hợp ý em. Anh thừa biết tôi không thích anh mà. Rồi em sẽ thích. Khanh kêu lên. Không đời nào. Em nghĩ sẽ tiếp tục trốn tôi sao? Làm như thế là bất hiếu lắm. Thậm chí có thể khiến ba mình chết sớm hơn thời gian ngắn ngủi mà ông còn sống. Khanh nhíu mày. Anh nói vậy là nghĩ gì? Nhìn vào mắt Khanh, Việt hỏi. Em không hiểu thật hay đùa nhỉ? Đùa? Đùa gì chuyện gì? Em thật sự không biết bác Phi bệnh à? Khanh ngơ ngác. Ba bệnh gì? Việt khẽ lắc đầu. Em luôn mắng người khác vô tâm, nhưng bản thân mình còn hơn thế nữa. Khanh nóng nảy. Làm ơn đừng dòng do, ba tôi bệnh gì? Việt uống một ngụm cà phê rồi tự tốn đáp. Bác Phi bị ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn cuối. Khanh vuốt mặt và nghe gió lạnh cứng chân tóc. Cô ấp úng. Vô lý. Chúng tôi chưa bao giờ nghe ba nói mình bị bệnh. Hơn nữa, ba không có dấu hiệu gì của chức năng y cả. Việc nhỏ nhẹ. Bác Phi cố tình giấu. Nhưng mà chuyến đi Singapore liên tục gần đây của bác chính là những chuyến đi chữa bệnh. Bác sĩ bảo thời gian còn kéo dài được dăm 3 tháng nữa thôi. Khanh nhói ở ngực. Anh nói láo. Việc nhìn cô thương hại. Để làm gì? Tôi đồng ý đề nghị của bác Phi, cũng vì nghĩ tới tháng ngày còn lại ngắn ngủi của ông. Thành thật mà nói thì tôi rất là quý bác Phi.
Lẽ nào em không hề nghĩ tới ba mình? Nếu em bỏ đi, Bắc Phi sẽ ra sao? Khanh ôm mặt thảng thốt, giọng Việt vẫn đều đều. Tôi nói chuyện này không phải để buộc triệt để em, nhưng mà sự thật là như thế. Cái chết chính là nguyên nhân khiến Bắc Phi đưa điều kiện bán cổ phần cho tôi. Khanh heo hắt, đặt chữ hiếu lên hàng đầu. Thì tôi còn gì để mặc cả với anh nữa. Tôi xin anh đừng chọn tôi. Tôi van xin anh thành khẩn đó. Việc đốt điếu thuốc khác. Em yêu anh ta lắm phải không? Khanh đang những ngón tay vào nhau. Hai chúng tôi rất yêu nhau. Tình đầu à? Khanh nuốt nghẹn. Dân. Việc búng vào tàn thuốc rồi sẽ qua và quên. Rất tiếc tôi không thể rút lời đã hứa với Bắc Phi. Khanh nghiến răng. Đồ độc ác. Rút lời xin cưới một cô gái nhà lành mới là độc ác đấy. Lời của tôi như đinh đóng cột. Riêng em có quyền bỏ trốn hoặc đồng ý làm vợ tôi. Tôi đã nói những gì cần nói. Quyết định sau cùng là của em. Đừng bao giờ nghĩ rằng không có em tôi sẽ chọn Yến. Khanh bấu vào mép bàn cho đỡ tức. Rõ ràng việc là quỷ Satan đội lốt. Nói đi rồi nói lại, anh ta vẫn giữ phần thắng. Bây giờ lại thêm chuyện ba bị bệnh nữa. Có thật là ba bệnh không? Hay là hắn giả vờ để gạt Khanh? Nước mắt của cô tràn trụa và cô cũng chẳng buồn lau. Trong tim Khanh, buồn cũ chưa hết lại phải mang thêm nỗi buồn khác. Nếu đúng ba chỉ còn sống dăm ba tháng, Khanh đâu thể làm ông mất vui. Nhưng nghĩ tới tháng ngày dằn dặt trước mặt, cô không khỏi cảm thấy kinh hoàng. Khi mà biết chắc mình sẽ phải sống với việc người mình không mảy may yêu mến. Chương 6. Nhìn Bảo Khanh lộng lẫy trong chiếc áo cưới màu da cam, Việt vừa hãnh diện vừa hạnh phúc. Cuối cùng con ngựa Bạch Tinh Khôi ngổ ngáo cũng chịu thuần phục bởi gã kỵ mã kiên trì nhiều thủ đoạn. Đêm nay Khanh đẹp quá, gương mặt trong sáng như thiên thần của cô ngời ngời dưới chiếc vương miện nhỏ lấp lánh những viên đá trắng. Việt thích những chiếc váy cô đã thay từ đầu buổi tiệc tới giờ. Điều đó là tất nhiên vì chúng là do chính anh chọn. Việt chỉ hơi buồn khi Khanh không hề có chút ý kiến nào cho trang phục cô dâu. Trong thâm tâm, Khanh không muốn cái đám cưới linh đình này. Vì ông Phi nên mới nén lòng chấp nhận anh. Bởi vậy, thời gian sống chung sắp tới chính là thử thách lớn mà cả hai người sẽ phải vượt qua. Giọng của Yến vang lên. Còn mấy bàn nữa, hai người ráng đi cho hết. Nếu không thì người ta sẽ trách. Khanh chép miệng than. Em mệt lắm rồi, không khéo xỉu dưới chừng thì chết. Việc ân cần, uống một chút sâm banh vậy. Vừa nói, Việt vừa ngoắc cô thư ký riêng. Cô ta nhanh nhẹn mang tới một cái tách nhỏ, giọng ngọt không thua giám đốc của mình. Nhấp môi một tí thì cũng đủ khỏe. Em phải thật tươi thật đẹp như từ nãy tới giờ mới được. Nếu không anh Việt sẽ buồn đấy. Khanh liếc vội Việt. Tối nay trông anh thật chững chạc trong bộ vest thông màu đen. Cái màu đen sang trọng nghiêm nghị rất hợp với dáng vóc khỏe mạnh nhanh nhẹn của anh. Một chú rể lý tưởng như nhận xét của nhiều quý bà. Vậy mà lòng Khanh vẫn dửng dưng. Cô cố thay anh bằng Hiển nhưng không được, dù đêm nay là đêm tân hôn của hai người. Việt dịu dàng nhìn Khanh. Em ráng một chút nữa nha, anh sẽ dịu em. Khanh cứng đơ trong vòng ôm của Việt. Cô đau đớn nhớ đến Hiển. Giờ này chắc anh đang nằm vùi trong nhà trọ để trốn gió mùa đông bắc và cố quên hôm nay là ngày cưới của Khanh. Từ hôm bỏ trốn nhưng thất bại tới nay, Khanh cắt đứt mọi liên lạc với Hiển. Cô sợ phải nói chuyện với anh. Cô sợ phải giải thích, phải sụp sùi lắm. Nên mặc kệ Hiển điện thoại về, Khanh không nghe, dù nước mắt tuôn như mưa. Trong mắt mọi người, Khanh đã đoạn tuyệt với Hiển. Chỉ riêng cô mới hiểu tình yêu của mình mãnh liệt như thế nào. Bước tới bàn của nhân viên trong công ty, Khanh lạnh lùng nhìn Hà. Anh ta tỉnh táo đứng dậy, nâng ly bia đầy tràn. Cũng như mọi người, xin chúc cô dâu chú rể hạnh phúc trăm năm. Khanh nhếch môi. Cảm ơn. Việc hồ hởi cũng ly với Hà. Hy vọng chúng ta sẽ là anh em cột trèo. Hà cười thành tiếng. Dân, hy vọng. Khanh cứ trôi đi giữa những dãy bàn. Cô cười nụ cười của diễn viên vô cảm, mắt chớp liên tục vì chối đèn của máy quay phim, máy chụp hình. Với cô đây đúng là một cực hình. Cực hình ấy càng nặng hơn khi Việt cứ lợi dụng cơ hội ôm ấp hôn hít cô trước mặt thiên hạ. Những cử chỉ âu yếm ấy chỉ khiến Khanh ghê tởm anh hơn. Hai chân rã rời vì giày cao gót một tấc tư. Khanh không muốn cũng phải bám vào Việt. Trong cô và anh thật tình tứ và xứng đôi. Cuối cùng Khanh phải lên tiếng. Em không đứng nổi nữa đâu. Việt vội vàng bảo. Vào phòng trang điểm nghỉ ngơi đi, anh sẽ tiễn khách với ba mẹ. Khanh gật đầu. Cô đảo mắt tìm Yến. Hai chị em vào trong một phòng dành cho cô dâu. Yến ngập ngừng.
Hiện có gửi tới một lẵng hoa chúc mừng. Khanh nghe giọng mình lạ quá. Vậy sao? Chị mang về nhà để trên bàn cho em. Người ta đưa hết quà về bên nhà Việt rồi. Khanh rưng rưng. Bắt đầu từ hôm nay chị ngủ một mình một phòng, không phải quạo vì em phá. Ừ, chị vẫn mong như thế mỗi khi bị em trêu chọc. Bây giờ thì toại nguyện. Chị có buồn, có giận em không? Yến lắc đầu. Không, suy cho cùng em có hạnh phúc đâu. Em hận ba mẹ không? Khanh thở dài. Không. Rồi cô nói, ba già rồi, chị ráng để ý chăm sóc. Yến bật cười. Mới đám cưới mà đã nói năng như bà cụ, đúng là không gì mau trưởng thành bằng lấy chồng. Khanh lãng đi. Tối nay ba rất vui. Đương nhiên, gả con gái vào chỗ đúng ý mà. Vậy là em mừng. Bà Thi bước vào. Sao con không ra tiễn khách? Con không đi nổi nữa. Bà chép miệng. Tội nghiệp Việt, nó quay như chồng chóng mấy ngày nay. Những lúc như thế này, con phải ở bên chồng để lo cho nó chứ. Khanh làm thinh, cô chú ghét cái từ chồng xa lạ ấy. Con vẫn còn khờ dại quá, mẹ sợ Việt chán. Yến gắt. Sao mẹ lại nói thế? Bà Thi giả lả. Tại mẹ không an tâm. Rồi bà cao giọng. Thôi, mẹ ra ngoài đây. Khanh nhìn vào gương và hài lòng với mình. Trang điểm lên, cô đâu thua gì chị Yến. Chỉ cần nhìn ánh mắt của Việt, Khanh cảm chắc là anh ta si mình như điếu đổ. Mẹ không cần lo việc chán cô, trái lại mẹ nên lo việc sẽ khổ vì cô thì hơn. Việt đứng ở cửa phòng, giọng nửa đùa nửa thật. Hú hồn em vẫn còn ở đây, vậy mà anh cứ lo em biến mất. Yến đứng lên. Tôi giao con bé cho anh đó, ráng giữ nó suốt đời đó. Việt âu yếm đỡ Khanh. Mình về thôi em. Khanh lạnh lùng gạt tay anh ra. Tôi đi một mình được mà. Việt hơi khựng lại vì thái độ đột ngột thay đổi của Khanh, nhưng anh đã khéo léo khỏa lấp. Vậy là em không mệt nhiều như anh tưởng, điều đó làm anh bớt lo. Khanh dửng dưng đi kế bên Việt. Tới lúc này anh đừng hòng đụng vào người của cô. Hai người lên xe du lịch của Việt. Khanh không nói lấy một lời, mặc cho anh cố ý gợi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Khanh thấy đầu óc của mình căng thẳng khi phải đối phó với Việt đêm nay, đêm mai, rồi những đêm sau này nữa. Dường như đọc được những ý nghĩ của cô, Việt nói khi mở cửa cho Khanh bước xuống. Không cần phải căng thẳng như vậy, vợ chồng là chuyện trăm năm, chứ đâu phải chỉ một đêm như đêm nay. Khanh sượng cứng người vì những lời trần trụi của Việt. Cô quay ngoắt đi và vấp vào cái áo cưới dài phủ đất. Việt vội vàng tay đỡ lấy với nụ cười tinh quái trên môi. Nhấc bổng Khanh lên, Việt nói, cuối cùng anh cũng bế em vào nhà đúng như nghi thức. Mặc kệ Khanh đấm liên tục vào vai, vào ngực mình, Việt đi một mạch vào tận phòng tân hôn. Anh đặt Khanh xuống giường, giữ chặt hai tay Khanh. Việt mê mải tìm môi cô và háo hức đặt lên đó một nụ hôn. Khanh nghiến răng, trân mình chịu đựng, nước mắt nhạt nhòa cả gương mặt xinh đẹp của cô. Nhả môi cô ra, Việt giễu cợt, em đúng là không thích dịu dàng, bởi thế anh đành phải thô bạo. Cách này không giống với người yêu cũ của em, nhưng chắc chắn em sẽ nhớ đời. Dứt lời, Việt lại cúi xuống. Khanh cắn mạnh vào vai anh, nhưng Việt vẫn không buông cô. Anh siết cô đau đến mức Khanh tưởng hai tay mình đã gãy lìa. Cô tức thở vì cả khối thân thể to lớn của Việt đè lên người mình. Anh cùng tráng cô. Xinh đẹp nhưng dữ là cá tính của phu nhân giám đốc Việt. Nó dư luận biết trong đêm động phòng, cô vỡ xinh như thỏ, ngơ ngác như nai, bỗng quá sư tử Hà Đông, thì chắc anh phải độn thổ mất. Cô mũi vào cằm của Khanh, Việt bảo, dẫu không muốn lắm, anh vẫn phải chứng tỏ mình là người đàn ông phong độ. Việt sững sờ trước tiếng khóc ai oán của Khanh. Ôi ba mẹ ơi, sao con khổ thế này? Việt co tay lại, anh buông Khanh ra và ngồi ở mép giường nghe cô nức nở. Anh biết Khanh không yêu, thậm chí rất căm ghét mình. Dù cưới cô là cận phần xác, còn phần hồn, Khanh mãi lên đên nơi chốn khác. Việt vẫn cười, anh đã yêu và phải chiếm Khanh với mọi thủ đoạn. Chiếm đoạt là cách thức của kẻ cướp, lẽ nào việc sử dụng với người mình yêu? Nhìn Khanh khổ sở, nằm run rẩy ở góc giường, phụ ra hồng gợi cảm, Việt nuốt từng tiếng thở dài. Dưới mắt cô lúc này, Việt không phải là một người chồng, mà là một con yêu râu xanh gớm ghiếc. Khanh không chỉ ghét mà còn ghê tởm. Việt đứng dậy bỏ ra ngoài. Anh đốt thuốc và gieo mình xuống sofa. Căn nhà rộng thênh thang với trang trí nội thất tuyệt đẹp, như càng rộng hơn, lặng lẽ hơn. Đã bao năm ròng anh cô đơn trong ngôi nhà này, ít nhất cũng 10 năm. 10 năm dài lăn xả vào công việc mà ba anh trước khi nhắm mắt
đã trăn trối giao thác. Anh phải khôi phục và phát triển công ty vận tải đường thủy nổi tiếng của dòng họ. Mọi công việc đòi hỏi tiền tài thể lực mà không phải ai cũng làm được. Nhưng việc đã làm được đều tưởng như đổi đá phá trời. Đổi lại, anh phải trả giá bằng cả thời trai trẻ của mình. Suốt thời gian đã qua, anh không biết thế nào là yêu. Tất cả sức lực trí tuệ, việc dành hết cho công ty, anh không hề để mắt tới phụ nữ. Thanh cho rằng anh không biết yêu, trái tim anh chỉ nghĩ đến tiền tài danh vọng. Nhận xét ấy có phần quá đáng, nhưng đâu có sai. Bỗng dưng, việc nhếch môi héo hắt. Trong đường đời, anh là người thành đạt, nhưng trong đường tình chưa hẳn thế. Bằng chứng là anh đã không chinh phục được vợ của mình. Có thể do anh thiếu kinh nghiệm, lại chủ quan, cao ngạo, cho rằng Khanh đã chịu khuất phục anh. Bây giờ rõ ràng trong tim cô, anh không có chỗ đứng nào hết. Hụt hơi điếu thuốc thứ hai rồi thứ ba, Việt trở lại phòng. Đang ngồi ở góc giường với bộ đồ cô dâu, Khanh giật mình ngó anh đầy cảnh giác. Việt điềm tĩnh bảo: "Em thay quần áo rồi đi ngủ, đã khuya rồi đó." Khanh cắn môi làm thinh. Việt lại hỏi: "Có đói không? Anh bảo mang súp cho em nhé." Giọng Khanh rụt rè vang lên: "Tôi muốn một mình được không?" Việt lặng lẽ nhìn cô: "Được, nếu điều đó làm em thoải mái." "Cảm ơn anh." "Đã là vợ chồng, đâu cần khách sáo như vậy." Khanh khổ sở: "Cho tới bây giờ từ vợ chồng vẫn còn xa lạ đối với tôi van anh đấy." Việt nhếch môi: "Anh hiểu, em không phải lo. Nếu em không tự nguyện, anh không bao giờ ép." Khanh buộc miệng: "Thật không?" Việt nghiêm mặt: "Thật." Rút dưới gối ra gậy inox sáng chói, Khanh nói: "Mong rằng tôi không phải sử dụng nó." Việt bật cười chua chát: "Vũ khí tự vệ của em đấy à? Trời ơi, tôi có cảm giác mình là một tên ăn cướp, hoặc là một gã côn đồ, hay là biến thái nào đấy." Khanh liếm môi: "Anh muốn cảm giác sao cũng được, tôi phải tự bảo vệ mình tới cùng. Tuy nhiên, tôi sẽ tin vào lời hứa của anh, quân tử nhất ngôn mà." Rồi cô hồn nhiên hỏi: "Anh sẽ ngủ ở đâu?" Việc nổ cả ruột vì sự vô tư của cô bé, anh cắt cớ: "Thế em cho phép anh ngủ ở đâu?" Khanh trả lời thật nhanh: "Anh cứ ngủ trên giường, tôi sẽ ôm mình gối tới góc phòng đằng kia." "Như vậy cô sao được?" Khanh thật thà: "Tôi quen ngủ dưới đất rồi. Ở nhà mỗi lần chọc giận chị Yến xong, tôi đều mang mình gối ra một góc phòng." "Nhưng anh không phải là Yến." Khanh ngập ngừng: "Nếu thế tôi sẽ ra ngoài ngủ ở phòng khách. Sau đó tôi sẽ chọn một cái phòng nào đấy trong cái nhà này, ở đấy dài hạn luôn." Việc cắt ngang lời cô: "Không có phòng nào khác cho em ngoài phòng này. Dẫu không yêu, em cũng phải nghĩ tới sĩ diện của anh chứ. Người ăn kẻ ở trong nhà sẽ nói gì về chúng ta?" Khanh im lặng, cô thở dài: "Cách nào cũng không giữ ý anh hết, chán." Việc nhìn Khanh và nhận ra cô chỉ là một con bé ngây thơ đến mức khiến tim anh đau. Khổ nỗi, càng đau, anh càng yêu cô mê đắm. Nhưng tại sao anh lại yêu Khanh khi mới gặp cô lần đầu nhỉ? Quả thật Việt không hiểu nổi, nhưng rõ ràng lần gặp định mệnh ấy đã khiến anh trằn trọc cả đêm. Anh không tin mình bị tiếng sét ái tình, vì anh đã ngoài 30, cái tuổi băm đâu còn thích hợp với việc yêu điên dại như bọn thanh niên mới lớn. Vậy mà anh đã mù quáng yêu đến mức cướp cho được Khanh, để bây giờ phải dở khóc dở cười trong đêm tân hôn. Cưỡng đoạt là việc dễ dàng, nhưng anh lại không, vì quá yêu. Còn cái dùng dằn không dứt khoát thế này, Khanh sẽ chẳng coi anh ra gì. Mặt đanh lại, Việt nẹt: "Em nên xem lại cách nói chuyện với chồng, thật chẳng ra làm sao hết." Khanh cong môi lên: "Trước đây tôi vẫn nói thế mà, hay bây giờ anh muốn tôi phải thưa ngài tổng giám đốc cho đúng cách của một người thích quyền hành?" Việt khẽ lắc đầu: "Sao chua ngoài thế nhóc?" Khanh điếc anh cũng nên xem lại cách nói chuyện với vợ đấy. Việt thản nhiên: "Anh không nói sai gì hết. Về bất cứ phương diện nào, em cũng là một con nhóc, ngốc ơi là ngốc." Khanh giận đỏ cả mặt, cô lảng đi: "Tóm lại, tôi sẽ được ngủ ở chỗ nào thưa ngài giám đốc?" "Tạm thời anh sẽ ngủ ở phòng làm việc, nhưng sẽ không lâu đâu. Anh sẽ trở lại đúng nơi của mình. Chúc ngủ ngon." Việc mở tủ lấy quần áo rồi bước ra. Khanh thở hắt ra như vừa trút một gánh nặng khỏi vai. Bước chân trần xuống đất, cô tới đóng cửa và hốt hoảng khi nhận ra cửa phòng không có khóa. Chết rồi, làm sao cô ngon giấc như lời chúc đầy ẩm ờ của Việt được. Mím môi, cô đẩy chiếc bàn phấn chắn ngang cửa rồi hào hển thở. Bước đến cái tủ to kia ở góc phòng, Khanh mở ra và lóa mắt bởi vô số quần áo bên trong. Nhón tay lấy bộ pyjama bằng lụa tơ tằm màu mỡ gà, cô bước vào phòng tắm. Trút bỏ cái áo vừa dài vừa bó sát, Khanh nhẹ nhõm đứng dưới vòi sen.
cô để nước cuốn trôi bớt những lo toan buồn bực, rồi khoan khoái mặc bộ đồ lụa dạo. Đặt mình xuống giường êm như mơ, Khanh nhắm mắt, tay vẫn giữ chặt con dao. Khanh lặng nghe những âm thanh vang lên quanh mình. Với cô, ngôi nhà, căn phòng này vẫn còn quá xa lạ. Dù đã có chắn cửa, nhưng Khanh vẫn cảm thấy bất an. Cô nhìn qua khung cửa sổ hướng ra vườn với tất cả nghi ngại. Cô sợ việc, rồi sợ cả ma, lẫn tiếng thằng lằn tặc lưỡi trong đêm. Lần qua trở lại, Khanh không sao ngủ được. Bụng bắt đầu đói, nhưng cô không dám đi xuống bếp tìm thức ăn. Cứ thế Khanh lơ mơ, thức ngủ chập chờn với đầy dãy mộng mị. Cô mơ về Hiển, hai người vẫn tay trong tay tràn đầy hạnh phúc như ngày nào. Khanh thấy Hiển đưa cô đi trên một cánh đồng toàn những bông cúc trắng. Anh dịu dàng kéo cô nằm xuống và hôn cô bằng nụ hôn khao khát, nhớ nhung bất tận. Khanh say đắm hôn trả lại. Trong mơ, cô cảm thấy ngất ngây hạnh phúc. Cô vòng tay ôm ngang người anh, nghe anh thì thầm âu yếm gọi mãi tên mình. Giữa thoáng rung động chơi vơi ấy, Khanh chợt bừng tỉnh. Cô sững người khi nhận ra mình đang ôm Việt. Mặt anh ta kề sát mặt Khanh và đang chúm chím cười thật trơ trẽn.